Chào mừng cô bác, anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Huế. Hôm nay Cuộc Sống Huế sẽ cùng với cô bác, anh chị đi khám phá một trong ba cái quốc tự còn lại giữa triều đại nhà Nguyễn của Huế mình. Và trong cái ngôi quốc tự này có một cái bức tranh Long Vân Khế Hội, hay người ta còn gọi là Cửu Long Ẩn Vân, vẽ năm con rồng ẩn hiện trong mây ở trên chân điện. Và nó được ghi vào là một trong những cái bức tranh kỷ lục của Việt Nam vào tháng 5 năm 2008. Thì bây giờ Cuộc Sống Huế mời các bạn chị đi khám phá cái ngôi quốc tự này. Hành trình để đi đến với quốc tự Diệu Đế, chúng ta sẽ đi qua đường Trần Hưng Đạo. Đây có lẽ là một trong những tuyến đường rất là quen thuộc đối với khán giả yêu thích Huế, đặc biệt là người dân Huế. Đây là tuyến đường, nó nằm dọc trên chợ Đông Ba, nằm ngay sát với chân cầu Trần Tiên. Vì vậy nếu mà chúng ta là một trong những người quan tâm đến Huế nhiều thì đây có lẽ là một trong những cái tuyến đường quen thuộc mà ai cũng biết. Để đi đến với ngôi quốc tự đó, chúng ta sẽ băng qua đường này. Đây là một trong những cái đoạn đường rất dễ đi. Sau đó chúng ta sẽ băng qua cầu Gia Hội và đi vào đoạn đường cầu Bạch Đằng. Dọc theo tuyến sông Gia Hội là chúng ta sẽ tới được cái ngôi quốc tự đó. Nhắc về chợ Đông Ba, đây cũng là một trong những cái ngôi chợ nổi tiếng nhất nhì của Huế mình. Sau khi mà chúng ta băng qua cái ngôi chợ này, chúng ta sẽ nhìn được cái khung cảnh thành phố rất là đẹp nếu mà chúng ta đứng trên cái cầu Gia Hội này nhìn qua. Và không chỉ có những cái đoạn đường này đẹp đâu, mà ngay cả cái đoạn đường sông Bạch Đằng cũng là một trong những cái đoạn đường mà Cuộc Sống Huế nghĩ nếu mà mình ở Huế thì mình nên đi dạo cái con đường này để có thể là ngắm cảnh được những cái căn nhà cổ này, rồi cảnh sông nước. Và trước kia đây cũng là một trong những cái tuyến phố buôn bán sâm Úc của Huế mình, nhưng như ngày nay thì chỉ còn lại là những cái căn nhà cổ cùng với là những cái gốc đá cổ nằm ở khu vực này. Và một cái ngôi chùa được xem là quốc tự của Huế mình còn lại ở triều đại nhà Nguyễn, đó chính là chùa Diệu Đế, nó cũng nằm dọc trên tuyến đường Bạch Đằng này luôn. Diệu Đế là một trong những ngôi chùa có khuôn viên khá là rộng. Mặt tiền của ngôi chùa thì nó là đường Bạch Đằng, còn hai bên hông của chùa là đường Diệu Đế và đường Ngự Viên. Vì vậy mà chúng ta có thể là thỏa mình trong khung viên của ngôi chùa. Ngay cả khi mà chúng ta đi ngoài đường như thế này, chúng ta đã cảm nhận được cái cảnh quan rất là quen thuộc, những cái đá, bến nước. Nhưng mà khi vào chùa với những kiến trúc rất là gần gũi và quen thuộc cùng với những cái kiến trúc lịch sử, thì chúng ta có thể là hòa mình vào đây để có thể là trải nghiệm cái không gian trong chùa thiêng của xứ Huế mình. Và bây giờ chúng ta đã tới được cái khu vực của chùa Diệu Đế. Đoạn này thì nó giao nhau với đường Diệu Đế, còn đoạn đầu kia thì nó giao nhau với đường Ngự Viên. Đây là cái cổng chùa. Chúng ta sẽ dừng lại đây để khám phá cái khung cảnh từ phía trong, từ phía ngoài đi vào phía trong. Sau đó chúng ta sẽ khám phá cái đại hung trung dưới thời vua Thiệu Trị, rồi khám phá cái bức tranh kỷ lục của Việt Nam mình tại ngôi chùa này. Tới chùa mà không chiêm ngưỡng những cái cảnh quan xung quanh thì đó là một trong những cái điều mà khá là đáng tiếc. Vì vậy mà Cuộc Sống Huế muốn chia sẻ lại cái hình ảnh xung quanh của ngôi chùa này. Các bạn anh chị có thể thấy trước mặt chúng ta đó chính là dòng sông Đông Ba. Trong sử xưa thì họ gọi là sông Hộ Thành, nhưng mà đối với người dân xứ Huế thì họ hay gọi là sông Đông Ba, hay còn cái tên gọi khác là sông Gia Hội. Mùa này cũng là một trong những cái mùa hoa phượng nở, vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rất là nhiều tảng hoa phượng trên dọc tuyến đường này. Cùng với nó là những cảnh quan của sinh hoạt thường ngày của người dân xứ Huế. Nó tạo ra một sự gần gũi trước khi mà chúng ta vào chùa. Cùng với đó, ở phía trước mặt chùa là nó có một cái bến nước. Có lẽ đây là một trong những cái bến nước rất là quen thuộc đối với người dân xứ Huế. Và nhắc đến bến nước thì đây cũng là một trong những cái nơi mà người dân hay tới đây để có thể sinh hoạt, giặt giũ cũng như là thắp hương cầu nguyện ở cái bến sông này. Thank you.
Bây giờ thì chúng ta chính thức bắt đầu tham quan cái ngôi chùa này. Ở phía trước chùa chúng ta có thể thấy là những cái cây đá cả trăm năm tuổi ở phía chùa. Nó tạo ra những cái bóng mát trước khi mà vào chùa, cùng với đó nó tạo ra những cái cảnh quan đẹp. Như các bạn chị, những cái cây đá mà càng lâu tuổi thì đối với người Huế luôn luôn trên những cây đá đó có sự hiện diện của thần linh. Vì vậy mà cứ đến ngày ông Táo hay là đến những cái ngày cúng thì họ thường hay để ông Táo hay là thắp những cái hương tại những cái cây đá như vậy. Nhắc về lịch sử của chùa Diệu Đế thì chùa Diệu Đế này nó tọa lạc ở bờ sông Hộ Thành, hay người dân Huế gọi quen thuộc là sông Gia Hội, gần với là cầu Gia Hội. Chùa này có một trong những cái vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo ở Huế. Chùa nguyên xưa là phủ của vua Thiệu Trị. Trước khi mà lên ngôi vua, nó đã có cái cảnh quan đẹp với là cái sân vườn rộng rãi, rồi cảnh cây cối tươi mát. Đến năm 1844 á, thì nhà vua đã tôn tạo và sắc phong cái này trở thành quốc tự, tức là trở thành một trong những cái ngôi chùa ở Huế. Và sau khi đó nó trở thành một trong những cái danh lam thắng cảnh của cái đất thần kinh này. Đi vào phía trong chùa, cô bác anh chị có thể thấy là một trong những cái cửa rất là quen thuộc đối với người dân xứ Huế, đó là cửa Tam Quan, có ba lối đi vào. Còn ở phía trên ngôi chùa này thờ một vị hộ pháp, khuôn mặt hướng vào phía trong chùa. Ở trên là những cái thiết kế rồng phượng và ngói, rất là quen thuộc đối với những ngôi chùa của Huế mình. Sau khi chúng ta tham quan ở cửa Tam Quan, chúng ta hướng vào phía trong nơi chỗ đại hùng trung. Đây là một trong những cái đại hùng trung được vua Thiệu Trị đúc vào năm 1846. Và trong cái châu bản của triều Nguyễn thì nó còn lưu lại nhiều cái văn bản ghi chép về cái việc mà đúc chuông từ lúc khởi công cho đến là những cái công thức phá chế nung nấu đồng của nguyên xưa. Cụ thể là ngày 17 tháng 5 năm Thiệu Trị thứ 6, tức là năm 1846, về việc chọn ngày tốt để khởi chung đúc chuông. Và chuông này nó đã đúc được 22 lạng một tiền vào giờ Mão, tức là ngày 26 tháng 5 năm Thiệu Trị thứ 6 năm 1846, thì nổi lửa lên và đúng đông thiết. Đến giờ Thìn thì hợp kim tiến hành đúc tạo. Chuông này nó nặng trên dưới 4.400 cân. Vì vậy mà nhìn ở trong hình ảnh thì các bác có thể thấy là nó hơi nhỏ một tí. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực chất đi tham quan cái chuông này thì nó là một trong những cái chuông rất là quy mô và lớn. Các bác anh chị có thể thấy cái chuông này nó cũng giống như nhiều cái chuông khác, được thiết kế bởi những cái hoa văn rồng phượng, rồi những cái văn tự chữ Hán. Và do cái kích cỡ của cái chuông này rất là lớn, vì vậy mà cái phần bề đỡ của cái chuông này thay vì bằng gỗ thì nó dùng bằng xi măng cốt thép để có thể là trụ nổi cái chuông mà nặng 4.400 kg như thế này. Thank you.
sau khi chúng ta đi tham quan Đại Hùng Trung, ở phía đối diện nó sẽ có một cái bia. Tấm bia này nó khắc ghi những cái ký tự chữ Hán. Nguyên nhân vì sao mà vua Thiệu Trì đặt cho cái ngôi chùa này mang tên là Diệu Đế. Để giải thích cái vì sao mà đặt tên cái ngôi chùa như thế này thì vua Thiệu Trì có một cái câu rất là dài. Nhưng mà tóm lại là cái câu đó mong làm sao đó để cho thể quốc thái dân an và nhiều người hướng đến cái điều thiện khi mà ở trong cái ngôi chùa này. Như cô bác anh chị biết, cái ngôi chùa này nó cũng trải qua rất là nhiều cái biến cố lịch sử, từ những cái trận bão lớn cho đến là những cuộc chiến tranh. Vì vậy mà ngôi chùa nó cũng đã được trùng tu lại rất nhiều lần. Ngay cả cái phần lều để có thể là đựng chuông hay là đựng bia đá nó cũng đã từng bị phá hủy. Và đến sau này, năm 1917, thì cái lầu chéo chuông và mấy cái bia này nó cũng đã được tu sửa lại cho đến hình dáng như thế này. Sau khi mà đi vào phía trong chùa tham quan cái Đại Hùng Trung và tham quan cái bia đá, bây giờ chúng ta sẽ ra phía chính điện để khám phá cái khung cảnh xung quanh này. Các bạn chị thấy cái hình ảnh quen thuộc không? Đó là một trong những cái hình ảnh mà báo hiệu cho cái ngày lễ Phật đản sắp tới. Thì có lẽ trong vòng 2 đến 3 tuần nữa thôi thì lễ Phật đản của mình cũng tới rồi. Đi quay chùa thì quá hợp lý luôn. Chia sẻ những cái hình ảnh về ngôi chùa cho những người xa Huế, cho những cô bác anh chị yêu mến Huế để tìm biết thêm một vài cái công trình kiến trúc mà có lẽ là ít người biết đến. Cái phần ở chùa nó có một cái thư ngõ, nói sơ qua một về chùa một tí, về cái lịch sử hình thành hơn 200 năm của chùa và cái hình đồ họa của chùa sau khi mà trùng tu. Hiện tại thì chùa Diệu Đế cũng đang được trùng tu, vì vậy mà đi dọc chỗ này cô bác anh chị có thể thấy là sẽ có một vài thợ mộc họ khắc những cái bàn, những cái ghế để trang trí cho cái khu vực chùa của mình. Trước khi mà tham quan chính điện, chúng ta đi qua hai bên này để tham quan hai cái khu vực để thờ hộ pháp. Cô bác anh chị có thể là đi dọc lối này ở phía bên tay trái mình, những người thờ họ đang chỉnh trang lại cái chùa mình để phục vụ cho cái lễ Phật đản sắp tới. Đằng xa kia thì mấy anh thờ mộc cũng đang đóng cái tủ, cái bàn, có lẽ là sẽ để trang trí cho cái ngôi chùa mình và phục vụ những cái nhu cầu cho thầy. Đi thẳng vào đây, cô bác anh chị có thể thấy là những cái thân hộ pháp được trang trí trong cái tập liệu này. Những vị hộ pháp, người thì cầm gươm, người thì cầm đao. Những vị hộ pháp ở trong chùa thường thường có cái vai trò tín ngưỡng như là một trong những người để canh giữ và bảo vệ cái ngôi điện. Vì vậy mà khi tham quan ở ngôi chùa này, ở hai bên đều có hai cái ngôi nhà và trong hai ngôi nhà đó chứa những cái thân hộ pháp để bảo vệ cái ngôi chùa này. Thank you.
Sau khi chúng ta đã tham quan cái khu vực ở phía ngoài của chùa, bây giờ chúng ta tiến vào phía trong chính giữa điện để có thể là khám phá cái khung viên của ngôi chùa, và cùng với đó chúng ta sẽ đi vào phía trong để khám phá cái ngôi chùa diệu đế này. Cô bác anh chị có thể thấy là ngôi chùa được thầy thiết kế rất là nhiều cái loại cây khác nhau, từ những cây quen thuộc như là cây mít, cây mứng, cây dứa và những cây như là cây hoa giấy để tạo ra cái cảnh quan cho chùa. Vì vậy mà khi chúng ta đi tham quan cái ngôi chùa này, chúng ta cảm giác rất là gần gũi, quen thuộc, và mình tin chắc rằng đây cũng là một trong những cái nơi thích hợp để cho cô bác anh chị tới đây để tận tâm và hòa mình vào không gian của chùa. Và đâu đó chúng ta vẫn thấy một vài cái sự độc lạ của cái ngôi chùa diệu đế này. Chẳng hạn như là phía trước cô bác anh chị có một cái cây dừa rất là cao, và ở giữa cái dừa thì dường như có một vài cái cây hoa lan nó mọc ở trên đó. Mình tin chắc rằng đây là những cái thiết kế của thầy để cho cái ngôi chùa nó trở nên độc lạ hơn. Ở ngoài là bốn cây dừa, ở giữa thân thì nó mọc ra những cái cây hoa rất là lạ, làm nên sự độc đáo trước khi mà chúng ta đi vào tham quan chính điện. Ở phía trong chùa Diệu Đế, cô bác anh chị có thể thấy là những cái thiết kế hầu hết của ngôi chùa này đều vật liệu bằng gỗ. Vì vậy mà nó tạo ra cái màu sắc trầm của gỗ, làm cho chúng ta cảm giác gần gũi khi mà chúng ta đi tham quan cái ngôi chùa này. Tuy là gần gũi nhưng mà cô bác anh chị vẫn thấy là những cái nét hoa văn tỉ mỉ được khắc chỗ rất là tinh luyện tại cái ngôi chùa này. Nếu mà để xây dựng một cái ngôi chùa mà hoàn toàn bằng gỗ như thế này thì những người thợ phải rất là công phu từng chi tiết để có thể là lắp ráp từng cái bộ phận nó ráp vào với nhau, và những ngay cả những cái trụ cột như thế này thôi để bao ra và tìm những cái cây mà lớn như vậy cũng là một trong những cái mà kỳ công của ngôi chùa này. Và khi mà đi thăm ngôi chùa ở phía hai bên, cô bác anh chị có thể thấy là thấy 9 cái pho tượng Phật. Mình không biết đây có phải là tượng La Hán không, nhưng mà mỗi bên có mỗi 9 tượng, tổng cộng hai bên là 18 tượng Phật như thế này. Và 19 cái tượng Phật này nó cũng tạo ra cái cảnh quan khá là lạ khi mà đi tham quan chùa. Trước kia thì cuộc sống Huế có đi tham quan cái tổ đình Kim Tiên. Ở ngoài thì họ có 18 cái tượng Phật La Hán ở phía ngoài, nhưng mà cái tượng đó nó màu trắng và nó to. Còn 18 vị La Hán tại chùa này thì có vẻ là nó nhỏ hơn và nó tỉ mỉ hơn một tí. Từ hướng này cô bác anh chị có thể thấy là từng cái khúc gỗ, từng cái đòn nó ráp liền vào nhau rất là tinh xảo. Để mà ráp những cái này mà nó khớp như vậy, người thợ họ phải thử đi thử lại rất là nhiều lần. Và không chỉ ráp trúng đâu, mà ở trên này còn có những cái hoa văn chi tiết được khắc chỗ trên này. Do cuộc sống Huế trước kia cũng đã từng có mặt tại một cái nơi họ làm nhà rương. Vì vậy mà cuộc sống phải biết rằng để làm ra những cái ngôi đình, ngôi nhà mà bằng gỗ như thế này phải mất một khoảng thời gian rất lâu, và người thợ đó họ phải có cái tay nghề rất là cao mới xây dựng được những cái kiến trúc đẹp và khớp nhau như thế này. Trước khi mà bước vào phía trong chính điện là chúng ta sẽ thấy một cái bức tượng Phật, một nụ cười rất là phúc hậu ngồi trên một cái đài sen.
Cái bức tượng Phật này thì họ cũng khắc bằng gỗ luôn. Ở trên bức tượng là có một cái tấm hình phi với những cái hoa văn như là rồng phượng, rồi những cái văn tự chữ Hán được khắc trên đó. Ngay cả những cái cột đinh, cột trụ ở cái chùa mình họ cũng khắc ghi những cái chữ Hán, có lẽ là những cái câu thơ hoặc là những cái câu chú đại bi tại cái khu vực chùa. Quả thật thì từng cái chi tiết từ cái đèn cho đến là những cái cửa ở trên chùa Diệu Đế này, cuộc sống Huế rất là thích. Rất là hiếm những ngôi chùa nào mà lại xây hoàn toàn bằng gỗ như thế này, từ những cái bức tượng Phật cho đến là cái tủ. Cô bác anh chị có thể thấy là hai cái bức tượng Phật ở phía trong chùa cũng được xây dựng bằng gỗ. Ở trên là Phật tổ, còn ở dưới là một cái vị Phật có rất là nhiều cái tay. Và bảo quản vị Phật này thì có những cái ánh hào quang tỏa lên. Và không chỉ có tượng Phật được thiết kế tinh xảo, mà những cái thiết kế từ những cái trụ rồi cho đến mái nhà quanh khu vực chính điện cũng làm cho cuộc sống Huế rất là ngỡ ngàng khi mà đi tham quan cái ngôi chùa Diệu Đế này. Vì vậy mà nếu mà đến với Huế thì các bác nên, anh chị nên thử tới ngôi chùa này để trải nghiệm cái không gian chùa xưa và một cái ngôi chùa mà dường như là hoàn toàn bằng gỗ như thế này. Và khi tham quan cái tượng Phật quanh đây thì có những cái tượng Phật như là Tam Thể Phật, Đức Phật Thích Ca, rồi Bồ Tát Di Lạc và tượng Thánh được thờ trong cái điện của chùa mình. Sau khi chúng ta tham quan ở phần chính điện xong, chúng ta đi lùi sau khu vực điện thì chúng ta sẽ thấy một trong những cái bức tranh mà cuộc sống Huế giới thiệu, đó chính là bức tranh Long Vân Kỳ Hội, hay người ta còn gọi là Cửu Long Ẩn Vân, và năm con rồng ẩn hiện trên mây ở trên phía trên chân điện, cùng với là bốn con rồng ở những cái cột trụ. Đây là những cái nét vẽ rất là sắc sảo và tinh tế. Tương truyền bức tranh này là do nghệ nhân cung đình Phạm Văn Tánh thực hiện, và nó cũng được xác lập kỷ lục vào tháng 5 năm 2008 là ngôi chùa có bức Long Vân Kỳ Hội ở chân điện lớn và xưa nhất. Sau khi tham quan phía trong chánh điện, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài khuôn viên của chùa để khám phá thêm một cái vài cái nơi sinh hoạt của thầy chùa. Các bạn chỉ có thể thấy là ở đây cũng có trồng những cái loài hoa sen, hoa súng như những ngôi chùa khác, và đặc biệt không thể thiếu là cái sứ, một trong những cái cây mà đến chùa nào chúng ta cũng có thể thấy được. Ngay ở phía ngoài này chúng ta cũng có thể thấy một cái lều nữa để đựng chống chùa, và từ đây chúng ta có thể là nhìn lên cái mái nhà của ngôi chùa này. Ở trên kia thì nó được khắc những cái hình rồng phượng rất là tinh xảo. Ở dưới lều thì nó cũng được thiết kế bằng gỗ luôn. Vì vậy mà khi mà đi tham quan ngôi chùa này, cô bác anh chị sẽ thấy cái cảnh quan nó gần gũi, và cũng giống như những cái ngôi chùa khác, cái ngôi chùa này là một trong những cái ngôi chùa kiến trúc kiểu Huế. Vì vậy mà cái phần chính điện á nó sẽ thấp, còn cái phần nền á
thì nó sẽ cao, nó tạo ra cái cảnh quan gần gũi với là khu vực thiên nhiên nơi đây. Và đâu đó các bạn chỉ thấy là ngay cả những cái lều ngoài này họ cũng rất là tinh xảo để có thể là tạo ra những cái bể đỡ như thế này. Đi dọc ở phía sau chùa thì các bác anh chị có thể thấy đây là một trong những cái khuôn viên để mấy thầy có thể là đọc sách tụng kinh. À, phía sau này thì cây cối nó không thiết kế nhiều như là ở phía chính điện, nhưng mà cũng có một vài cái loại cây rất là quen thuộc như là cây vả, cây dừa, và cái thiết kế sau này cũng là một trong những cái thiết kế nhà rường. Vì vậy mà nó tạo ra cái sự gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên. Đúng là một trong những cái nơi thương viện thật. À, tại vì ở đây khi mà chúng ta đi tham quan, chúng ta sẽ thấy là tâm hồn thoải mái, rồi mình có thể là ngồi xuống cầu nguyện và hòa mình vào cái thiên nhiên nơi đây một cách là dễ dàng. Nhìn những kiến trúc này, các bạn chỉ có thể là nó rất là quen thuộc và gần gũi, không quá xa lạ với mình đâu. Và đây cũng là một trong những cái nơi mà đựng những cái kinh sách của mấy thầy. Các bác anh chị có thể thấy là hầu hết những cái dụng cụ của chùa mình dường như là làm bằng gỗ hết, từ cái ghế cho đến cái bàn, từ những cái cột nhà cho đến là những cái tủ cũng đều bằng gỗ. Vì vậy mà nó tạo ra cái sự mộc mạc tại cái ngôi chùa này. Và hôm nay Cuộc Sống Huế cũng đã cùng với các bác anh chị đi tham quan cái ngôi chùa Diệu Đế, một trong ba cái quốc tự còn lưu lại của triều đại nhà Nguyễn. Và mình tin chắc rằng nếu mà chúng ta đi tới ngôi chùa này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái không gian thiên nhiên rất là thoáng mát và cảnh quan hữu tình tại cái ngôi chùa này. Thì cái nội dung của Cuộc Sống Huế đến đây là kết thúc, và mong rằng các bác anh chị thích những cái nội dung mà Cuộc Sống Huế đăng tải trên kênh. Đừng quên là đăng ký kênh để có thể là nhận được những cái nội dung mới nhất từ kênh Cuộc Sống Huế. Và hẹn gặp lại các bác anh chị tại những cái nội dung sau.